Chào các bác, tôi lại giới thiệu đến mọi người một mẫu ôm ly của Pioneer, hàng bãi nguyên zin 100%. Đó là Pioneer SA6000. Con này tôi bán giá chuẩn 3 triệu đồng để cái giá cực kỳ ok cho các bác chơi nha. Con ôm ly này còn quá đẹp luôn. Đó là cái giá 3 triệu đồng, tôi không muốn để giá 3,5 triệu đồng thôi. Còn quá đẹp luôn, ôm ly đèn tia. Trên ôm ly thì có chỉnh volume và cái cân loa nó nằm ở cạnh volume luôn. Còn đây là bát chép này, AB, lao lớt, các đường vào âm thanh đầy đủ. Còn cực mới luôn. Đó, còn quá đẹp luôn con ôm ly. Với cái mức giá này thì quá nhiều người có thể tiếp cận được. Thay vì 3,5 triệu, tôi để giá 3 triệu thôi. Nước sơn còn sáng bóng luôn. AB. Công suất 110W, điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Số series 261F. Đẹp xuất sắc luôn, chạy xò than. Tôi sẽ mở to hơn mời các bác cùng nghe. Đẹp. Và chào. Tôi nó sinh ra nhằm tìm kiếm mới quen nhau mà nó quê ngoài kia từ lâu lắm. Bạn đánh rung chân luôn. Ngày tôi gặp nó nét. Tôi đang test vào đôi loa bát 35. Các bác có thể nghe nhạc vàng, nhạc chân tình, kể cả 340, 440. Cái giá 3 triệu con ôm ly này là quá rẻ luôn. Đẹp xuất sắc. Và đây là thông tin cửa hàng tôi. Ai có nhu cầu thì đến tận nơi mua, hoặc đặt cọc tiền vào tài khoản tôi sẽ gửi hàng đi qua nhà xe khách của Viettel. Phí vận chuyển thì mua 1 triệu. Xin cảm ơn.